Hôm nay trên Zillow có đang một cái nhà nhìn cũng khá đẹp nha các bạn. Giá trên cái mức giá trung bình cũng 400 ở 450 ngàn. Thấy cái nhà đẹp, giá cũng phải chăng. Nói chung là rẻ thì không rẻ. Tuy nhiên căn nhà này nếu mà có tiền á, nghĩa là vừa số tiền mình mua được á, có khả năng mua được á, là một căn nhà mơ ước đối với rất nhiều người. Đây là những bức hình của căn nhà. Căn nhà này có cái tầng nhà nó rất là cao, rộng thoáng, khá đẹp. Thì nếu mà một cái chỗ ở mơ ước thì đây là cũng là một căn mơ ước của nhiều người. Thì mình lần này mình đăng cái video này mình để show cho các bạn thấy một cái nhà đẹp thôi, chứ còn cái giá không phải là giá dưới thị trường nha các bạn. Căn này là giá gọi là phải chăng thôi, nhưng mà so sánh với những cái chỗ khác á, thì cái giá này cũng gọi là không mắc, 449 ngàn. Thì đây là thông tin của căn nhà xây năm 2019, cũng còn khá mới. Thì cái dữ liệu của căn nhà này nó có tiền phải trả tiền HOA, tiền quản lý mỗi năm là 300 mấy á. Đây là thông tin thêm của căn nhà, có thể xem thêm ở trên website của Zillow. Và cái giá nhà nó ước lượng của căn nhà này là tầm 427 tới 471 ngàn. Ở cái mức giá này nếu mà mình so sánh về lâu dài á, thì căn nhà này nó sẽ khó gì mà rớt giá, tại vì cái giá này là giá của nhà bự to này còn mới á, giá này cũng gọi là vừa phải thôi, chứ không phải là quá mắc so với cái giá thị trường hiện tại. Đây là cái thông tin mà nếu mà mọi người vay tiền trả thì mỗi tháng trả bao nhiêu, so trung bình là mọi người sẽ bỏ ra 20% down payment. Thì đây là cái mức tiền mình phải trả. Và trường học thì trường elementary middle school, tiểu học trung học thì cũng trên trung bình. Trường học high school trung học thì ở mức trung bình thôi. Tuy nhiên ở Garland thì chỉ có một số trường xung quanh này là good thôi, phải học thôi. Đó, đây là cái hình của căn nhà đây. Ở zip code là 75040. Khu này cũng gần những cái cơ sở của Việt Nam, chùa Việt Nam, rồi nhà thờ Việt Nam, chợ Việt Nam, rồi cũng gần những cái trung tâm thương mại khác ở khu vực này. Gần cái trung tâm thương mại là Fairview Mall thì cũng khá nổi tiếng ở vùng chỗ Garland. Nói chung đây cũng là một căn nhà mơ ước của nhiều người. Cũng đẹp, rất là đẹp, rộng thoáng. Thì mình xem sơ qua để các bạn biết là thị trường nhà cửa hiện tại. Thật ra cái căn này á, khi mình tìm ở cái giá nhà này á, là chỉ có một vài căn thôi, không có nhiều nữa. Ở Garland những căn nhà mới mới á, không còn nhiều nữa. Đất đa số đã xây hết rồi, nhà cửa đã xây hết rồi, đất vị cái đất cái quỹ đất không còn nhiều nữa. Do đó chỉ tìm những cái căn nào mà đã xây rồi những năm gần đây, còn những căn mới cũng có nhưng mà không nhiều. Thì cái vùng chợ Garland ngay khu vực này có thể đi Richardson hoặc là đi Frisco, đi Dallas, nói chung ở giữa chỗ này đi đi tới luôn cũng tiện. Đây là phía sau căn nhà. Giới thiệu cả nhà coi chơi thôi, cho vui. Nếu thích